Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay bây giờ là những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Chiều qua mùng 10 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ Ngày ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, báo cáo tình hình, đưa ra các quyết sách xử lý các vấn đề phát sinh. Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo quốc gia các bộ ngành địa phương tiếp tục xử lý, hoàn thành trách nhiệm được phân công, phối hợp chặt chẽ thực hiện 55 chuyến bay với gần 14.000 người Việt Nam về nước an toàn. Kịp thời đưa bà con, học sinh, sinh viên người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài và người nước ngoài như chuyên gia, học sinh, sinh viên, nhà quản lý, công nhân lành nghề có nhu cầu cần thiết vào Việt Nam. Đưa công nhân Việt Nam đi lao động ở nước ngoài kịp thời, có chuyến bay cứu hộ công dân ở Guinea xích đạo ngay tức thời để bảo hộ công dân khẳng định cương quyết không để lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng nêu rõ vấn đề quản lý biên giới, thực hiện công tác cách ly không được chủ quan, biên giới phải được kiểm soát tốt, chặt chẽ, yêu cầu lên phương án mở rộng cách ly tập trung lên quy mô ít nhất 10.000 người. Thủ tướng đồng ý việc lập khu vực an toàn tại một số cửa khẩu. Đề nghị Bộ Y tế có phương án nghiên cứu vaccine trình Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến dịch bạch hầu, sốt xuất huyết, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần có biện pháp khẩn cấp, không để lây nhiễm, đặc biệt chú trọng tiêm chủng mở rộng với mức hỗ trợ của nhà nước, nhất là tại các vùng đang có dịch hiện nay. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đánh giá mô hình tổ chức cấp tổng cục và đề xuất phương án sắp xếp lại theo hướng giảm cấp trung gian. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục ra soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổng cục và các đơn vị trực thuộc, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả ra soát, xây dựng đề án cơ cấu chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình dịch bạch hầu diễn biến phức tạp, các ca bệnh chưa có xu hướng giảm, ngày 10 tháng 7, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt đến Tây Nguyên hỗ trợ chống dịch. Tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật điều trị bệnh bạch hầu được chia làm 4 nhóm, đến các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Gia Lai và Con Tum. Thành viên tổ công tác này gồm lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa từ các bệnh viện lớn của cả nước. Tại vùng dịch, tổ công tác sẽ tham mưu, phối hợp Sở Y tế các tỉnh để xây dựng quy trình khám sàng lọc phân loại, điều trị cách ly ca bệnh, ca nghi ngờ dương tính bạch hầu. Các chuyên gia sẽ hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các khoa điều trị ca bệnh bạch hầu tại khu vực này. Mỗi ngày tổ công tác sẽ báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế về tình hình diễn biến điều trị các ca bệnh và hoạt động phòng chống dịch đã triển khai. Hôm qua phát đồ hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu chính thức ban hành. Nhằm thao gỡ việc sang tên, mua bán phương tiện đã qua nhiều chủ hoặc mất giấy tờ, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, xe không có giấy tờ được phép sang tên chính chủ hạn cuối để đăng ký sang tên với những phương tiện thiếu hoặc không còn giấy tờ chuyển nhượng là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau thời gian này, người dân không có giấy tờ xe sẽ không thể chuyển nhượng sang tên. Trường hợp mất giấy tờ gốc, người dân có thể đi làm thủ tục đăng ký sang tên sẽ không cần phải xin giấy xác nhận của địa phương. Thay vào đó, lực lượng chức năng sẽ truy cập vào dữ liệu mất trộm trên toàn quốc và dữ liệu quản lý biển số xe để tra cứu, đưa ra căn cứ làm đăng ký mới cho người dân. Với trường hợp đăng ký sai tên khi không có giấy tờ, chủ phương tiện chỉ cần chứng minh các điều kiện về an toàn kỹ thuật và sự hợp pháp của phương tiện. Cơ quan công an sẽ đăng thông báo công khai về biển số của người này đang làm thủ tục sang tên, sau đó sẽ kiểm tra dữ liệu phương tiện với cam kết của người dân và sau thời gian thông báo không có vấn đề tranh chấp trong 30 ngày, cơ quan công an sẽ làm thủ tục để chuyển đúng tên chủ phương tiện. Tiếp theo là những thông tin tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới. Theo bản tin 6 giờ sáng của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới được cách ly tập trung tại Quảng Ngãi. Ca bệnh 370, bệnh nhân nam 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của tập đoàn Hoa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 7, được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9 tháng 7, kết quả xét nghiệm ngày 10 tháng 7 là dương tính với SARS-CoV-2, Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở cách ly 2 khu công nghiệp Dung Quất. Cũng theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 10 tháng 7 có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, lần lượt là bệnh nhân 332, nam 18 tuổi, tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bệnh nhân 347, nam 6 tuổi, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và bệnh nhân 353, nam 31 tuổi, tại Bệnh viện Giã chiến Củ Chi. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã 87 ngày, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đã điều trị khỏi 350 ca bệnh COVID-19, hiện còn 20 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số này có 4 bệnh nhân âm tính một lần trở lên với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Anh, phía Bệnh viện Trợ Rẫy và ngành y tế đang khẩn trương hoàn tất phương án trước khi Nam Phi Công người Anh hồi hương vào ngày 12 tháng 7 phi công người Anh sẽ được bàn giao cho công ty bảo hiểm theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh để hồi hương. Trong hôm nay, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Trợ Rẫy để ra soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe người bệnh trước khi bàn giao cho lãnh sự quán Anh. Trên thế giới tính đến 6 giờ sáng nay, thế giới ghi nhận trên 12.611.000 người mắc COVID-19 tại 215 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 561.926 trường hợp tử vong. Dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với hơn 3.288.000 bệnh nhân và hơn 136.000 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với trên 1,8 triệu ca mắc và 70.524 ca tử vong. Tại châu Âu, Anh và Na Uy tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 7, Anh bãi bỏ quy định cách ly đối với những người nhập cảnh đến từ khoảng 70 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Pháp và Italy nhằm vực dậy ngành hàng không và du lịch. Tại Na Uy, từ ngày 15 tháng 7, nước này sẽ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Anh, cũng như ba trong số 21 tỉnh của quốc gia láng giềng Thụy Điển. Tính đến nay, Anh và Na Uy lần lượt ghi nhận 288.133 và 8.965 ca mắc COVID-19, trong khi số ca tử vong là 44.650 ca và 252 ca. Trái lại, Italy và Bỉ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Trong cuộc họp báo mới đây tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi quốc tế phải thật đoàn kết chống lại đại dịch đáng sợ. Ông Tedros cho biết, kẻ thù thực sự của thế giới không hoàn toàn nằm ở virus, đó là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết ở cấp độ toàn cầu và ở từng quốc gia. Những lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã bắt đầu tiến trình rút khỏi WHO, nghĩa là tổ chức này sẽ mất đi quốc gia đóng góp lớn nhất Quyết định này dự tính sẽ đi vào hiệu lực trong một năm kế tiếp. Bản tin tiếp tục với những tin tức nổi bật trong tỉnh. Ngày 10 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã giải quyết 281 vụ trên 440 bị can, đạt tỷ lệ 64,6%. Thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, tổng số 263 vụ trên 432 bị can. Thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm là 294 vụ trên 495 bị cáo, xét xử phúc thẩm 30 vụ trên 39 bị cáo. Trong 6 tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp – không phát sinh vụ việc nào phải giải quyết bồi thường cho người bị oan sai, sai do hoạt động tố tụng hình sự. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được 1.757 việc với số tiền trên 105 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tiếp tục ra soát, đẩy mạnh việc thực hiện nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong các kế hoạch, chương trình công tác của ngành thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, từ đó góp phần đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân. Ngày 10 tháng 7, Cục Thuế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 586 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, thu nội địa trên địa bàn tỉnh do ngành thuế quản lý đạt 560,3 tỷ đồng, bằng 45,7% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 35,8% so với dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả cụ thể, có 5 trên 12 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân đạt trên 50% trở lên, So với cùng kỳ năm trước, có 7 trên 12 khoản thu tăng trưởng, trong đó khu vực doanh nghiệp địa phương tăng 1,2%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 19,3%, thuế thu nhập cá nhân tăng 26,9%. Cục thuế ban hành 48 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 10 quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Thu nợ ước được 151 tỷ 388 triệu đồng, thực hiện miễn giảm thuế được 5.582 hồ sơ, với 50 tỷ 384 triệu đồng. Thực hiện gia hạn thuế tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được 238 trường hợp. Số thuế được gia hạn là 24,396 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm 2020, cục thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực nguồn thu sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán năm 2021 và dự kiến 3 năm 2021-2023 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo sát với thực tế và có tính khả thi. Sáng 10 tháng 7 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị về bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học sáng tạo, vận dụng các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đánh giá được toàn bộ những kết quả đạt được cũng như hạn chế yếu kém trong cả nhiệm kỳ. Từ đó đưa ra những mục tiêu giải pháp nhằm phát huy được năm lợi thế cơ bản, khắc phục được 3 điểm nghẽn bằng việc đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, 3 chương trình trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo như về tên gọi của nhiệm vụ đột phá chiến lược thứ hai nên sửa lại là phát triển nông nghiệp thông minh theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản gắn với chế biến. Về nhiệm vụ đột phá phát triển du lịch dịch vụ bền vững nên đưa các kết quả nghiên cứu khoa học về du lịch của tỉnh vào chương trình phát triển du lịch vì đó là luận cứ khoa học song cũng là thực tiễn nhiều địa phương khác đã thực hiện. Theo đó, cần quan tâm đến việc tổ chức lãnh thổ du lịch của toàn tỉnh, trong đó cần xác định rõ các nguồn tài nguyên du lịch cụ thể để xây dựng các tuyến phù hợp, cần có lộ trình cụ thể để có hướng đầu tư tập trung, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ du lịch. Sau hội nghị, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu gửi Ban văn kiện dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa đã có buổi hội đàm với Chính phủ huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất một số nội dung liên quan đến các công trình xây dựng trên tuyến biên giới và một số vấn đề liên quan khác. Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi việc triển khai xây dựng cầu đường bộ 2 Tà Lùng Thủy Khẩu, công trình khởi công từ ngày 3 tháng 1 năm 2020. Sau 7 tháng thi công, đến nay tiến độ thi công cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra về công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới khu vực mốc 935 đến 937 cộng 1127 m hướng về mốc 938. Trong thời gian vừa qua, do mưa lớn, nước dâng cao, tổ công tác hai bên chưa thể tiến hành phóng tuyến hoàn thành công trình. Trong thời gian tới, hai bên sẽ thống nhất tiếp tục hoàn thành phóng tuyến đoạn còn lại. Trong quá trình xây dựng, cần tuân thủ theo đúng Hiệp định Quản lý Biên giới Đất liền Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, hai bên sẽ có buổi trao đổi, gặp gỡ giữa các công ty lữ hành để thống nhất việc đưa khách du lịch của Trung Quốc sang tham quan tại Quảng Hòa, Việt Nam và ngược lại. Ngày 10 tháng 7 tại Hải Phòng, đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức chương trình Chiếu Trúc Biên Cương gửi yêu thương tới hai đảo. Dịp này, tỉnh đoàn Cao Bằng tặng 1.500 chiếu trúc, 1.500 lá thư và tranh vẽ cho cán bộ chiến sĩ Hải quân. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì lễ tiếp nhận quà tặng. Dịp này, tỉnh đoàn Cao Bằng tặng 1.500 chiếu trúc, 1.500 lá thư và tranh vẽ cho cán bộ chiến sĩ Hải quân. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì lễ tiếp nhận quà tặng. Chương trình nhằm chia sẻ tình cảm trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc nói chung và Bộ đội Hải quân nói riêng của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang tiếp nhận quà và cảm ơn tấm lòng, tình cảm của cán bộ đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng đối với bộ đội hải quân. Quân chủng hải quân sẽ sử dụng món quà đảm bảo đúng ý nghĩa và hiệu quả. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 9h10 hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.